giá trị vật lý, nó còn có tác dụng điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau như hoàng đởm, đau đầu, sốt cao, tai điếc, miệng đắng. Để hiểu rõ hơn về công dụng chữa bệnh của long đợn thảo, mời các bạn theo dõi video sau đây nhé. Giải nghĩa tên long đợn thảo. Có tài liệu cho rằng long là rồng, đợn là mật. Vì vị thuốc này trông giống rau rồng, lại có vị đắng như mật nên nó có tên là long đợn thảo. Giống cây này có nguồn gốc từ Trung Quốc, xuất hiện nhiều ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Hắc Long Giang. Ở Việt Nam, những vùng núi tiếp giáp với Trung Quốc như ở tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, người ta cũng phát hiện thấy long đợn thảo. Công dụng của long đợn thảo: kích thích sự bài tiết dịch tiêu hóa, hỗ trợ dạ dày. Khi dùng long đợn thảo ở liều lượng ít, dùng trước bữa ăn 30 phút. Nếu dùng với liều lượng nhiều hoặc dùng sau bữa ăn khiến cho hệ tiêu hóa hoạt động kém, các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, hoa mắt sẽ xuất hiện. Ức chế vi khuẩn gây bệnh, kháng khuẩn, diệt ký sinh trùng gây sốt rét. Theo y học cổ truyền, long đợn được xem là loại thảo dược quý bởi công dụng đem lại của dược liệu này khá cao như chữa sốt, chữa bệnh đau mắt đỏ, an thần, chữa đau họng, miệng đắng, tinh giản do nhiệt tà ở trẻ em, chữa huyết áp cao, trừ dung đũa, trị sỏi mật, sỏi gan, thanh hạ tiêu thấp nhiệt, lệ tiểu, hỗ trợ tiêu hóa. Liều dùng và cách dùng: dùng 4 đến 12 gram long đợn thảo mỗi ngày để chữa bệnh, dùng ở dạng sắc hoặc dạng bột. Đối với dạng sắc, lấy 5 phần nước sắc còn 2 phần nước để dùng. Dùng thuốc khi còn nóng hoặc hâm nóng lại trước khi dùng. Đối với dạng bột, cần thái nhỏ trước khi tán thành bột mịn, có thể hoàn thành viên có kích thước bằng hạt thóc hoặc hòa với nước để dùng. Trên màn hình là sản phẩm long đợn thảo của Thảo Dược Thanh Bình. Các bạn muốn mua hàng trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh có thể đến địa chỉ 608 Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò Vấp. Để được tư vấn thêm về sản phẩm, các bạn có thể liên hệ hotline 0931 665 345 hoặc 0963 665 345. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Đừng quên chia sẻ video của anh.